Em xin kính chào quý vị anh chị, quý nhà đầu tư đang xem trên kênh Bất Động Sản Tây Nguyên Gia Lai. Hiện tại em đang đứng ở trên con đường tỉnh lộ 675 thuộc xã Gia Tô, huyện Chư Bờ Rông. Hôm nay em quay và giới thiệu cho quý vị anh chị một sản phẩm là một lô đất bám mặt tiền đường tỉnh lộ 675. Và em sẽ chỉ các hướng đi cũng như là vị trí của lô đất này cho quý vị anh chị. Theo hướng màn hình em đang quay đấy, sẽ đi đến ủy ban xã Gia Tô tầm khoảng 2,5 km. Ở đó thì cũng có trường học cấp 1, cấp 2. Và đi thêm tầm 7 km, chúng ta sẽ ra đến ngã ba Phú Mỹ đấy, ra đến xã Gia Băng, rồi đến ngã ba Phú Mỹ, ra đến thành phố Pleiku, là rơi vào khoảng 35 km. Ở dọc hai bên đường này thì nhà ở cũng khá chi là đông rồi. Ở đây thì cách khoảng vài trăm mét chúng ta sẽ có cây xăng này. Nhà ở khá là đông rồi. Đây em sẽ đi vào sản phẩm là lô đất của chúng ta. Và lô đất của chúng ta có chiều ngang bám mặt tiền đường tỉnh lộ 675, ngang là 12 m. Theo chúng ta chỉ này, một này giáp nhà bên nhà hàng xóm này, ba sang bên này đó là 12 m, và sâu vào bên trong là 46 m. Sổ hồng ạ. Lô đất của chúng ta hiện tại là một lô đất trống, lô đất rất là vuông và đất thì bằng so với đường. Lô đất của chúng ta đây. Đấy, còn mặt đường thì bên này. Đó, bám mặt tiền đường tỉnh lộ 675 là ngang là 12 m và sâu vào bên trong là 46 m và phun hồng. Một lô đất khá là vuông, rất là vuông rồi. Hai lớp bước rất là bằng phẳng, bằng so với đường. Xe cộ ở đây thì đi lại khá là tấp nập rồi. Xe tải, xe khách, xe máy đi trên con đường tỉnh lộ 675 này. Đây, và cũng theo hướng ngược lại này, theo hướng này, chúng ta sẽ ra đến ngã ba Giam Me là khoảng 3 km, và ra đến xã Giáp Tia là khoảng 7 km. Sẽ đi theo hướng này. Còn hướng bên này chúng ta sẽ ra đến quốc lộ 14 này, ra đến thành phố Pleiku. Và với mức giá bán gia chủ mong muốn là 660 triệu có thương lượng, giá cả rất là hợp lý với một lô đất bán mặt tiền quốc lộ tỉnh lộ 675. Và với mức giá bán là chỉ có với 660 triệu, chúng ta đã sở hữu một lô đất rất là tiềm năng, rất là phù hợp để chúng ta có thể về đây định cư ở đây, kinh doanh buôn bán hoặc chờ thời cơ lên giá. Và nếu quý vị anh chị quan tâm thì có thể liên hệ cho em và số điện thoại em đang ghi trên màn hình ạ. Các bạn Zalo sẽ gửi đầy đủ thông tin, các giấy tờ liên quan đến sản phẩm lô đất này. Rất cảm ơn quý vị anh chị đã theo dõi video như là theo dõi kênh. Quý vị anh chị đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì cho em xin một đăng ký, một like và bật chuông thông báo để nhận về những video mới nhất về tin tức bất động sản khu vực Tây Nguyên Gia Lai.